quy định về trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2024. Tài khoản 4 điều 15 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định, liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tài khoản 3 điều 16 của pháp lệnh này thì người được giao ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Theo đó, liệt sĩ nếu còn thân nhân, cụ thể là con đẻ, con nuôi, nhưng tất cả những người con đó không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng. Ví dụ, đã quá tuổi hưởng trợ cấp, thì một trong những người con được nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ khi được những người con còn lại ủy quyền. Trường hợp liệt sĩ vẫn còn con hưởng trợ cấp hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 28 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP.